Alo, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau trở lại con thiên đường trò chơi, trở lại bộ môn yêu thích của mình, đó là bộ môn tài xỉu dòng xanh anh em nhé. Đường cầu đấy đang chạy kim tự tháp này, chạy lên đây này. Cầu đấy thì mình bỏ qua đi. Ok thôi, mình sẽ chạy đúng cầu kim tự tháp nhé. Tay này vào tài này, 5 củ này. Anh em xem được video thì anh em nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh mới chia sẻ mình. Anh em cần hỗ trợ thì mạnh dạn liên hệ với mình em nhé. Con mẹ mày, đi nhầm ở trên kia anh em ạ. Kệ không sao. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Húp luôn, uy tín luôn đúng không anh em, uy tín luôn, có gì phải lăn tăn đâu, có gì phải lăn tăn đâu. Nhờn đánh đúng cầu kim tự tháp mà, đúng cầu kim tự tháp rồi. Ta này vào một tay tài này anh em nhé, một củ bảy. Ui thì mẹ hai củ một đi, đã thế một khi đã nhỡ tay thì phang luôn, có gì phải lăn tăn đâu mà. Anh em nào mà có những phương pháp hay hơn thì anh em nhớ chia sẻ với mình, với những anh em khác dưới phần bình luận nhé, thì chúng ta cùng hỏi, cùng phát triển, cùng đi lên. Ok, anh em cùng nhau mở bát nào. Ui ui, húp luôn, chuẩn cầu, chuẩn cầu kim tự tháp anh em ơi, ngon luôn chứ còn gì nữa. Tiếp tục này, kim tự tháp tay này phang còn xỉu, tay này vào 7 lít lẻ thôi, đánh chiến thuật tay to tay nhỏ anh em nhé, chiến thuật tay to tay nhỏ. Riêng người cái bộ môn này anh em đánh đều tay to là hỏng ngay, đều tay to hoặc đều tay nhỏ là hỏng ngay. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Rồi, như vậy là chạy kim tự tháp lên đây khả năng lên rồi anh em ạ. Tiếp tục nhá. Khả năng chạy lên tài tiếp này. Không sao, chơi thì chúng ta có tay nọ tay kia, nó là chuyện rất bình thường. Và tài ba củ anh em nhá. Tài ba củ. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát tiếp theo này. Tất cả anh em mà không cùng đam mê, chưa chơi bộ môn này bao giờ thì anh em nên tránh xa nhé. Bộ môn này không dành cho những anh em gọi là không cùng đam mê và chưa chơi bao giờ. Sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Ok. Húp chưa? Chuẩn khả năng kim tự tháp đi theo kiểu chiều kia, chiều bên từ từ trái của có phải. Chiến tiếp. Chạy lên đây rồi ta lại chạy thêm một tay tài đấy đi. Ta này vào 3 lít lẻ thôi. Vào 3 lít lẻ thôi anh em ơi, có thành quả ta đánh từ từ thôi, giữ thành quả. Đấy là cái cách bắt cầu
kim tự tháp của cái bộ môn tài xỉu online anh em nhé. Đấy, cầu kim tự tháp, dấu hiệu của cầu cầu kim tự tháp của bộ môn tài xỉu online là gì? Thì anh em nhìn thấy nó chạy là 1 2 3 lên đây này. Đấy, 1 2 3 đây thì anh em sẽ phải chạy thêm một cái này ở đây, hoặc nó sẽ chạy, tức là tối thiểu là sẽ phải trả một tay tài đây. Thì đấy là cách bắt cầu kim tự tháp tài xỉu online nhá. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau mở bát nào. Xem tay này có rực rỡ hay không. Rồi, chuẩn luôn, húp luôn. Húp uy tín luôn. Như vậy là mình đã thành công từ số vốn ban đầu của mình là 15, bây giờ lên là 24. Vậy là dương được 9 củ rồi anh em ạ, à, gần 10 củ. Đó, như vậy là cơm gạo đủ rồi, mình quyết định dừng lại chốt ca anh em nhé, không cố nhé. Tất cả anh em xem cảm thấy hay nhớ đừng tiếc mình một like, một đăng ký kênh chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau nhá.